nếu mà ở nhà có nhiều đu đủ quá mình ăn không có kịp á thì mấy bạn làm thử cái món này ăn đi nó vừa ngon giòn mà lại bảo quản lâu được nữa nè cuối tuần á mỹ đi về quê quê của mỹ bây giờ á, là nó chuẩn bị ngập hết trơn rồi nè cái này không phải xong đâu nha đây là mấy cái đám ruộng á mà nước nó ngập hết rồi mấy con vịt nó bơi trong đó được luôn rồi đó vừa về tới nhà á, là mẹ của mỹ nói là ở nhà có mấy cái trái đu đủ nè nấu canh á thì nhiều quá không có hết thì giờ làm sao chứ bỏ thì uổng cho nên hôm nay á, Mỹ với mẹ Mỹ á, sẽ làm cái món dưa muối đu đủ nha. Mà làm cái cái món dưa này nè là mấy bạn phải lựa đu đủ nó hơi hùm hùm á chứ mà đu đủ chín quá thì làm nó sẽ bị gục ăn không có ngon đâu. Rửa xong rồi á, thì bây giờ Mỹ sẽ bào mỏng ra như vậy nè. Rồi mình sẽ cho vô đây chút xíu muối. Mấy bạn xóc lên, trộn lên cho nó đều và mình để tầm khoảng 1 tiếng đồng hồ để cho đu đủ á, nó được thấm vô muối nha trong lúc chờ đợi á, thì mỹ chạy ra sau giường mỹ hái mớ ớt vô để mình bầm với tỏi á, mình trộn vô đu đủ mà ớt này nó cay lắm nha mấy bạn làm chút xíu thôi còn nếu ớt sừng á, thì mình cứ bầm nhiều nhiều xíu cho cái màu nó đẹp bây giờ mỹ sẽ đi nấu cái nước để mình ngâm đu đủ nha mỹ sẽ cho 4 chén nước lọc một chén nước mắm và một chén đường rồi mỹ cho thêm hai muỗng cà phê bột ngọt rồi mình quậy lên cho nó đều nha rồi mình sẽ dặn lửa đi riêu, riêu á, để cho nó sôi lên đợi nó sôi thì mẹ sẽ tắt bếp và để cho nó nguội nguội hoàn toàn luôn rồi mình mới đi ngâm đu đủ nha đu đủ mình ngâm với muối hồi nãy giờ cũng được một tiếng đồng hồ rồi nè mấy bạn thấy nó ra nước ghê chưa nó nước này nó ra nhiều lắm bây giờ mẹ với mẹ sẽ đi dắt lại cho nó khô mình phải dắt cho nó thiệt là kỹ cho nó thiệt là khô luôn nha chứ mà nó còn ướt thì đu đủ của mình nó sẽ bị mềm nó không có được giòn đâu cái bước này là bao nhiêu sức lực là mình dồn hết vô cái chỗ này nè mình phải dắt cho nó ráo như vậy nè mấy bạn nè để mỹ quay cận cảnh cho mấy bạn xem nha nó ráo như vậy á, là đu đủ mình làm nó sẽ giòn nha khi mà mỹ dắt xong đu đủ á, thì cái thao nước mắm hồi nãy của mình á, nó cũng vừa nguội luôn đó bây giờ mình sẽ bắt đầu đi trộn nè mỹ sẽ cho tỏi với ớt vô mình sẽ trộn đều phần tỏi ớt này với đu đủ trộn cho nó đều để cho đu đủ nó được thấm vô cái tỏi ớt nó được thơm á mấy bạn rồi sau khi mà nó thấm vô rồi á thì mình sẽ bỏ vô một cái hũ nha mà nhiều khi mấy cái loại mà muối chua dưa chua này nè nhiều bạn nói với mỹ sao làm nó dễ bị hư đó là do cái hũ á nhiều khi cái hũ của mình á nó không có được sạch cho nên nó là mình phải rửa kỹ trước khi mà mình làm mấy cái dạng đồ chua này nha mình bỏ đu đủ vô trong hai cái hũ xong rồi nè giờ á mỹ sẽ đổ cái nước mắm vô mình đổ cho nó ngập xâm xách xâm sắp như vậy á rồi mình đậy nắp lại cái này á thì mỹ để ở bên ngoài tầm khoảng 1 đến 2 ngày á là mấy bạn thấy á, nó vừa ăn rồi mình hãy để tủ lạnh nha bây giờ á, là một ngày đó mỹ mở nắp ra là nghe cái mùi thơm rất là thơm mỹ ăn thử á, thì nó vừa ăn cái đu đủ á, nó giòn chứ nó không có bị mềm do mình đã dắt nước rất là kỹ á này mỹ rưới thêm miếng nước lên để mình chuẩn bị ăn cơm nha mà cái món này á, mình ăn với thịt nướng á, hoặc là với cá kho á, là nó hợp dữ lắm luôn mà đúng bài luôn là hôm nay nhà Mỹ có một cục thịt heo rừng á, cái Mỹ lấy ra Mỹ nướng, cái món dưa muối đu đủ này nè, ăn với lại miếng thịt heo rừng nướng lên. Trời ơi ta nói đúng bài mấy bạn ơi. Mời mấy bạn ăn chung với Mỹ nha.